Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là làm việc với cái cửa sổ Select 2. Nó không có giống với Select 1 như trước đây chúng ta từng học với WebDriver. Vậy thì làm sao mà để tương tác cái đối tượng Select ở trong WebDriver chắc chắn là sẽ không có dùng được trong cái tình huống này rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là hai cái Select này nó giống nhau, nhưng mà thực ra một cái nó được tạo bởi JS. Thì trong này mình có gắn một cái đường link, nó sẽ giới thiệu cho các bạn cái Multi Select Box theo kiểu PPOC nó sẽ như thế nào. Thì khi mà các bạn kích vào đây, nó sẽ hiện lên đó. Rồi các bạn có thể lựa chọn, nhưng mà cái này nó hơn cái kia chỗ là các bạn có thể điền trực tiếp vào đây, chẳng hạn như Alaska, nó sẽ filter dần. Rồi các bạn bấm Enter một cái đó, là nó sẽ ra, nó sẽ xem một cái khác. Bây giờ các bạn muốn chọn chẳng hạn như là New Mexico thì các bạn lại gõ New Mexico đó, rồi các bạn Enter. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cái step mà để điền được cái điều này, để làm được cái điều này. Thì ở đây mình tìm được một cái trang web để chúng ta thực hành, là ở đây chúng ta có thể chọn được multi cái bang của Mỹ này đó. Thì mình sẽ cho cái thằng này vô cái phần demo. Rồi phần kịch bản thì mình sẽ implement như sau. Ở đây trong cái phần phần kịch bản mình viết một cái hàm gọi là viết một cái step gọi là select state và state hai cái thằng này. Còn trong phần step thì mình sẽ viết một cái action ở trong cái trang homepage là select multi step và truyền danh sách những cái state mình cần vào đây. Để tiếp theo là mình sẽ đi implement code ở cái phần page. Thì ở cái trang này mình tìm thấy cái đối tượng select state này nó có cái path là input type. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái element đó, rồi cho wait vào đây đi, wait for reason đi. Rồi sau đó là sẽ sử dụng cái type and enter đó, thì mình sẽ truyền cái state vào đây. Nhưng mà bởi vì mình truyền là truyền vào theo cái kiểu là array, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng for it. Đây là state và chúng ta sẽ cho cái thằng này vào đây thôi. Đó. Công việc còn lại là chúng ta sẽ chạy demo. Đó, các bạn thấy nó chọn Alaska, chọn Mexico. Đó. Thì mục đích của cái clip này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tương tác được với những cái đối tượng như thế này thôi. Các bạn nhớ phân biệt nhé. Cái select 1 nó khác cái select 2. Và làm sao để lựa chọn được cái này thì đây là giải pháp cho các bạn. Và các bạn đừng quên ủng hộ kênh của mình phía dưới nha. Xin cảm ơn.